Xin chào các bạn thân mến, mình đang cầm trên tay 7 chiếc thẻ, các bạn thấy không ạ? Bây giờ nếu mà cho cái chiếc ví này thì quá là chật đúng không ạ? Tuy nhiên thì làm sao? Ngày xưa thì mình cứ làm thì mình muốn hưởng nhiều ưu đãi. Bây giờ thì mình thấy rằng cái việc này nó cũng không cần thiết lắm. Vì cái quan trọng nhất ở đây là chúng ta sẽ phải quản trị được cái dòng tiền chi tiêu của chúng ta. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể quản trị được dòng tiền chi tiêu? Hòa đã thay đổi cái cách thức để mà mình quản lý cái tiền chi tiêu của mình bằng cái việc là mình chỉ tập trung vào một cái công cụ và một ngân hàng thôi là mình được quản lý được tất cả những thông tin đó. Thế thì bây giờ mình tập trung vào cái ngân hàng nào để mình quản trị được? Thế thì có một cái ngân hàng mà mình thấy khá là hay, đó chính là ngân hàng MBBank, và họ sẽ giúp mình là gì ạ? Quản trị được tài chính cá nhân, tức là gì? Toàn bộ những cái chi tiêu, giao dịch, thanh toán của mình sẽ được quản trị trên cái ứng dụng app của MBBank. Và chính vì như thế, bây giờ mình đã chỉ có dùng là gì ạ? Thẻ ATM để mình rút tiền, và tiếp theo đó chính là thẻ Visa để mình chi tiêu trên online hay ở các cái máy cả thẻ POS. Đó. Thế thì hôm nay mình muốn review cho anh chị và các bạn hiểu rõ về cái ứng dụng app MBBank và các cái sản phẩm dịch vụ của MBBank mà mình sử dụng để mà quản lý chi tiêu của mình trên cái ứng dụng này, anh chị và các bạn nhé. Xin mời anh chị và các bạn cùng theo dõi cái video chi tiết của mình review về cái ứng dụng app MBBank để anh chị và các bạn cùng nghiên cứu và sử dụng ạ. Bây giờ Hòa với các bạn sẽ cùng review, đánh giá về cái ứng dụng của app MBBank này nó có cái gì hay đúng không ạ? Có gì hay để anh chị các bạn xem nhé. Chúng ta sẽ cùng review này, cùng review app MBBank. Đây là cái màn hình trang chủ của app MBBank, tên của mình nhé, chị Công Hòa, các bạn có thể thấy đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy rất rõ được. Đây các tính năng này, chuyển tiền này, nạp tiền điện thoại này, rồi tiền gửi số này, tức là các bạn tiết kiệm số này, các bạn có thể là thanh toán online này, các bạn có thể là vay trực tuyến này, các bạn có các dịch vụ liên quan đến thẻ tín dụng, thẻ ATM liên quan. Thế thì ở đây có cái gì hay? Các bạn nhìn thấy cái Mirix này. Đấy, cái Mirix này chính là cái gì? Cái trợ thủ để quản trị cái tài chính cá nhân cho mình, đúng không ạ? Các anh chị và các bạn có thể thấy là nó sẽ thống kê cho mình là tiêu cái gì, tiền vào tiền ra bao nhiêu, đó, chi tiêu cái gì. Ở đây thực ra thì mình dùng cái app này chủ yếu là để quản lý chi tiêu thôi, chủ yếu là để quản lý chi tiêu thôi, chứ còn mình không thực hiện đầu tư, quản trị đầu tư như này, quản lý chi tiêu. Thế thì cái tiền vào và tiền ra, tiền vào chính là tiền lương của mình chuyển vào đây để mình chi tiêu, còn cái tiền ra là gì, là mình rút tiền ATM này, mình tiêu trên thẻ tín dụng thì mình thanh toán trên thẻ tín dụng này, hoặc là gì, mình sử dụng kết nối cái tài khoản này với cả ví Momo để mình thanh toán trên ví Momo này, rồi thì mình có thể là thanh toán hóa đơn dịch vụ ở chính trên cái ứng dụng này luôn. Đấy, các anh chị và các bạn nhìn thấy là thanh toán di động trả sau nhá, thanh toán điện thoại cố định này, rồi tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền truyền hình đúng không ạ, tiền thuế, tiền máy bay, tiền vé xem phim, học phí, rồi có thể là mua biệt lót hoặc là thanh toán bảo hiểm xã hội, rất là dễ dàng đúng không ạ? Cái hay ở đây là gì? Nếu mà chúng ta muốn vay ấy, vay trực tuyến ấy, thì rất là dễ. Bởi vì sao? Bởi vì là họ ứng lương cho mình online, và chính bản thân mình cũng đã vay, và mình vay là vay ở thông qua công cụ là vay siêu nhanh, vay siêu nhanh qua thẻ tín dụng này. Mình có cái thẻ tín dụng này, mình có cái thẻ này, mình vay luôn, mình vay online luôn ở trên này, và chỉ trong vòng là 3 phút thôi là mình đã có tiền. Đó, nó khoảng độ bằng 70% cái giá trị thẻ của các bạn. Và ngoài ra ấy, thì là các bạn cũng có thể là vay qua sổ tiết kiệm. Đó, cũng rất là dễ dàng thôi, vay được rất là tiện để mà chúng ta vay, vay để chúng ta dùng, nếu mà chúng ta cần 1-2 ngày. Thậm chí nhiều khi thì là mình dùng có 1 ngày thôi, mình cũng dùng, thậm chí là buổi sáng mình vay, buổi chiều mình trả, thì mình trả mình mất lãi gì cả, quá là tiện đúng không ạ? Như vậy là Hòa cũng vừa review cho các bạn cái chức năng mà mình cảm thấy happy, mình cảm thấy thích trong cái việc là quản trị tài chính cá nhân thôi.
Chứ còn thực ra thì ngân hàng nào cũng có đầy đủ các cái chức năng như thế này. Tuy nhiên thì ngân hàng mà nó chuyên về quản trị tài chính cá nhân và chúng ta có cái tư duy chúng ta quản trị cái phần chi tiêu ấy của mình ấy, trên một cái tài khoản như thế này này, thì chúng ta mới có được các cái dòng tiền thu nhập dòng của mình dương ra để mình thực hiện là đầu tư, tạo ra dòng tiền cho mình, đúng không ạ? Và ở rất nhiều các cái video thì Hòa đã chia sẻ những cái cách thức để chúng ta có thể đầu tư từ những cái khoản thu nhập dòng bằng cái việc mà chúng ta quản trị cái phần chi tiêu như thế này tại app của MB Bank. Các bạn thấy video này thế nào? Nếu mà hay thì hãy like giúp Hòa nhá, và chia sẻ cho nhiều người hơn nữa để mọi người cũng biết. Và nếu các bạn muốn mở cái tài khoản MB Bank hoàn toàn là online, ở nhà cũng mở được, ở đâu cũng mở được, online luôn trên app, thì các bạn có thể là vào cái phần mô tả ấy, tải app, tải trên Android hay tải trên Google Play đều có thể tải và sử dụng được, rất là dễ dàng luôn, không có gì là khó khăn cả. Trong vòng 3 phút là bạn có thể có được tài khoản. Và nếu các bạn muốn mua các cái tài khoản số đẹp ấy, đấy, số đẹp bằng chính số điện thoại này hay số ngày sinh của các bạn ấy, thì các bạn cũng có thể là mua luôn ở trên này miễn phí cả, rất là dễ, đúng không ạ? Ok, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mình hy vọng rằng sẽ có nhiều các cái video chia sẻ về quản lý chi tiêu, về quản lý tài chính cá nhân ở trên kênh YouTube Tiền Của Tôi Official và trên blog tiền của tôi.vn để phục vụ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.